Những năm qua, mô hình tôm lúa hữu cơ ở hai xã Cù Lao, Long Hòa và Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đã phát huy được tính bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân. Hiện nay, Sở Khoa học Công nghệ Trà Vinh đang tiến hành hỗ trợ xác lập xây dựng nhãn hiệu tập thể lúa gạo hữu cơ Long Hòa, Hòa Minh và tập huấn hướng dẫn mô hình quản lý và phối hợp quản lý nhãn hiệu tập thể với diện tích từ 200 đến 250 hectare một năm. Đây sẽ là động lực để địa phương và người dân trên địa bàn phát huy hiệu quả cũng như nâng cao giá trị của sản phẩm lúa gạo địa phương. Với giá bao tiêu hiện nay, người trồng lúa hữu cơ ở Cù Lao, Long Hòa và Hòa Minh thu nhập từ 40 đến 45 triệu đồng mỗi hecta một năm. Năng suất bình quân từ 5 đến 5,2 tấn mỗi hecta, cao hơn lúa truyền thống từ 15 đến 20 triệu đồng. Bên cạnh đó, nông dân có nguồn thu từ con tôm càng xanh khoảng từ 70 đến 120 triệu đồng mỗi hecta.